cho các bạn. Mình sẽ vào quán phở này, nhưng mà trước khi vào quán phở này mình sẽ đánh giá luôn. Quán phở này không ngon. Khẳng định các bạn là quán phở này không ngon. Tại vì sao? Mình nhìn bên ngoài thôi mình biết là quán phở này không ngon. Tí vào mình sẽ cho các bạn biết. Thứ nhất là vắng, nhưng mà cái thứ hai các bạn thấy là gì không? Khi các bạn nhìn bánh phở thì các bạn biết. Nói chung là ăn không đạt. Mình cho điểm 8. Nói chung đối với mình là thế là không đạt. Bây giờ phố cổ không sạch lắm. Đây thưa các bạn, lầu. Đây là quán tạp chủng. Rất là nhiều. Quẩy cậy cứng nhé. Quẩy cứng. Không mềm. Không mềm. Thank you.
Em cứ tiền báo tiền nhé.